Thì quan sát nhập Coman sẽ trở lại làm huấn luyện viên đội tuyển thông qua đoạn video ngắn được đăng tải vào sáng ngày 21 tháng 11 trên các nền tảng mạng xã hội. Đã 4 năm rồi T1 và trong khoảng thời gian đó, Coman đã cùng với DK đoạt chức vô địch LCK 2021 và đưa đội tuyển Hàn Quốc giành huy chương vàng tại ASEAN. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Coman đã từ chối nhiều lời mời gọi hấp dẫn của các tổ chức LPL để ở lại quê nhà Hàn Quốc. Họ cho rằng Coman cảm thấy ấn tượng với hành trình vượt qua của T1 và bị thuyết phục ở lại LCK làm việc. Tôi không thể trả lời chi tiết, một quan chức của T1 từ chối bình luận sâu hơn về hợp đồng của Coman. Cuối năm 2012, Coman bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với SK Telecom T1 và nhanh chóng được công nhận là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử. Cùng với Faker, vị huấn luyện viên sinh năm 85 đã giành được 3 chức vô địch thế giới, 2 danh hiệu MSI cùng 10 lần vô địch LCK. Thông tin Coman tái hợp với T1 nhanh chóng lan truyền vào rạng sáng nay. Về phía T1, sau khi vô địch thế giới 2023, họ cũng đã chia tay hai thành viên trong ban huấn luyện là Rose và Sky, chuyển Tom từ huấn luyện viên trưởng tạm quyền sang đảm nhận vai trò huấn luyện viên chính thức. Faker và Honor vẫn còn hợp đồng với T1, nhưng ngược lại Kerria, Rumayusi và Zeus đã đáo hạn và đến lúc này các fan vẫn chưa biết tương lai của họ sẽ ra sao. Người hâm mộ vẫn có thể tin tưởng Coman sẽ là điều kiện cần và đủ để T1 có thể duy trì siêu đội hình của mình khi mà Zeus, Kerria đều tiến bộ rõ rệt sau quá thời gian được Coman dẫn dắt tại ASEAN. Bên cạnh đó, điều khoản trung thành trong bộ luật liên quan đến giới hạn lương tại LCK cũng mang đến nhiều lợi ích. Bởi lẽ đối với những tuyển thủ gắn bó với đội tuyển từ năm thứ 3 trở đi, thì 30% lương của tuyển thủ sẽ được khấu hao trong quỹ lương của đội. Điều đó đồng nghĩa với việc Zeus, Rumayusi và Kerria, nếu tái ký hợp đồng, đều có thể giúp cho quỹ lương của T1 ổn định. Chưa rõ T1 sẽ vận hành ra sao trong mùa giải 2024, giữ lại bao nhiêu thành viên, nhưng dường như T1 đã có được khởi đầu thuận lợi ở giới thượng tầng. Trở về từ Worlds 2023 với thành tích đồng hạng 12, Ngam ngay lập tức bắt tay vào công cuộc cải tổ đội hình nhằm chuẩn bị mùa giải mới. Đội tuyển này nói lời chia tay với bộ đôi huấn luyện viên Hankey, Ray vì những lý do khác nhau. Trong khi Hankey muốn thử sức ở những môi trường khắc nghiệt hơn, thì Ray không thể đồng hành cùng Ngam vì lý do sức khỏe. Sau đó không lâu, Ngam tiếp tục thông báo chia tay cùng lúc ba tuyển thủ Jin, Playku và đặc biệt là Slater. Trường hợp của Slater khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi lẽ sao thủ này mới gia nhập Ngam từ đầu VCS Hoàng Hôn 2023 và từng bày tỏ ý định muốn gắn bó lâu dài. Lý do được anh đưa ra cho sự ra đi này là vì Gam vẫn tập trung vào lối đánh nửa cánh trên, chứ không phải dồn tài nguyên cho xạ thủ, nên việc có hay không Slater không ảnh hưởng đến lối chơi của cả đội. Mới đây thêm hai tuyển thủ nữa chính thức kết thúc hợp đồng với Gam. Tuy nhiên, Gam vẫn đang nỗ lực để đàm phán cũng như tái ký hợp đồng với hai tuyển thủ này. Cập nhật thông tin hợp đồng tuyển thủ Palette. Hợp đồng của Gam và Palette chính thức kết thúc vào ngày hôm nay. Dù chỉ vừa đồng hành cùng nhau trong một khoảng thời gian không quá dài, Palette đã góp phần công sức lớn trong chiếc vô địch lần thứ 9 của đội tuyển, cũng như một hành trình thật tuyệt vời tại chu kỳ thế giới 2023. Gam xin gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của Palette trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ và theo dõi những bước đi của chàng hỗ trợ tài hoa trong hành trình sắp tới. Dù Palette đã trở thành những tuyển thủ tự do, nhưng Gam vẫn đang trong quá trình thương thảo để có thể tiếp tục đồng hành cùng bạn trong năm 2024. Hợp đồng của Gam và Katy chính thức kết thúc vào ngày hôm nay. Gia nhập Gam từ đầu năm 2021, Katy là một trong những người chơi đường giữa thành công nhất của màu áo vàng đen với 5 chiếc vô địch, 3 lần tham dự giải đấu quốc tế, đại diện đội tuyển quốc gia tham dự ASEAN cũng như giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Tại chu kỳ thế giới vừa qua, Katy cũng để lại nhiều dấu ấn trước các đại diện hàng đầu của khu vực. Gam xin gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của Katy trong thời gian vừa qua. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được trải qua một hành trình thật đẹp cùng Katy. Dù Katy đã trở thành những tuyển thủ tự do, nhưng Gam vẫn đang trong quá trình thương thảo để có thể tiếp tục đồng hành cùng bạn trong năm 2024. Weibo đã không thể hoàn tất câu chuyện cổ tích như DragonX sau khi thất bại trận chung kết thế giới. Dù đã từng gây sốc khi loại Bilibili tại bán kết với tỷ số 3-2, nhưng Weibo lại gần như không thể để lại bất cứ dấu ấn nào. Trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Danny đã không ngần ngại đáp lại câu hỏi của phóng viên về hành động ôm lấy Faker khi hai đội bắt tay fair play. Việc tôi rời bỏ T1 không hề suôn sẻ. Tôi rất biết ơn Weibo vì đã trao quyền cho mình. Tôi nghĩ chúng tôi thường xuyên chơi oán thủ tỷ trong game thì thi đấu liên minh sẽ tốt hơn. T1 cũng từng chọn ra đội hình 10 người để tìm ra người thế chỗ xứng đáng nhất cho Faker, Closer. Tôi nghĩ ban đầu các tuyển thủ gặp khó khăn trong việc thích nghi nhưng hiện tại T1 quá tuyệt vời. Đó là lý do tại sao tôi và Faker rất tuyệt. Ban lãnh đạo T1 từng rất kỳ vọng Danny sau khi huấn luyện viên này đưa đến World Gaming vô địch thế giới năm 2020. Gia nhập T1 hồi đầu mùa giải 2021 với bao chờ đợi, nhưng tất cả những gì Danny để lại chỉ là sự thất vọng và rất nhiều hoài nghi về những tin đồn lục đục nội bộ, rõ ràng trong nhân sự và chiến thuật chơi kém hiệu quả xoay quanh đội hình 10 người. Cuối cùng Danny bị sa thải vào tháng 7 năm 2021 nhường chỗ cho Paul cùng các cộng sự lên thay. Đáng nói là sau khi chia tay huấn luyện viên trưởng, T1 chơi khởi sắc và giành vé tham dự Worlds 2021 rồi lọt vào đến vòng bán kết, nơi họ đã thua DK đang dùng Danny với vai trò chuyên gia phân tích. Nói tóm lại, mối quan hệ giữa Danny và các tuyển thủ lẫn người hâm mộ T1 chưa bao giờ ấm nóng.
Ngoài ra Danny cũng cho rằng T1 vô địch thế giới 2023 một phần không nhỏ là có lợi thế sân nhà. Vẫn còn một số đội duy trì đội hình 5 người chính thức tại trụ sở của họ ở Worlds lần này là Quantum Freak, Nongshim và Leap Sandbox. Tôi nghĩ T1 đã đấu tập với Quantum nhưng thực tiết chúng tôi lại không có cơ hội làm vậy với Leap Sandbox, trong khi Nongshim thì không thể liên hệ. Ngoài ra tôi nghĩ Weibo không đủ thời gian chuẩn bị cho trận chung kết do lịch trình quay phim nhiều lần chồng chéo. Phần lớn đội hình của Genji bao gồm Jovi và Peanut đều đã trở thành tuyển thủ tự do từ ngày 21 tháng 11 sau khi hết hạn hợp đồng. Jovi, Peanut, Doran cùng D-Line đều đã hết hợp đồng hết mùa giải 2023 và hiện đã được tổ chức giải phóng. Còn Paige, sao thủ còn hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2024 vẫn còn tên trong đội hình Gen. Động thái này là một cú sốc với nhiều người hâm mộ Liên Minh, đặc biệt khi những con người này đã cùng nhau thống trị 3 mùa giải LCK liên tiếp. Ở mùa giải 2023, Gen đã 2 lần liên tiếp đánh bại T1 ở chung kết LCK và vào top 4 MSI. Vết đen lớn nhất của Gen đến từ kết quả bạc nhiêu tại Worlds 2023 trên sân nhà. Giải đấu mà hạt giống số 1 LCK đã thất thủ 2-3 trước Billy ở tứ kết. Được đánh giá là ứng viên sáng giá bậc nhất cùng JD, Gen dừng bước ở vòng 8 đội là quá sớm. Ngoài ra Gen còn chia tay với huấn luyện viên trưởng Score, huấn luyện viên Mafa và hỗ trợ dự bị Muson, đánh dấu sẽ đập đi xây lại toàn bộ mảng Liên Minh vào năm sau. Sự cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của họ là động lực to lớn đằng sau những thành tựu của chúng tôi. Và với lòng biết ơn chân thành, chúng tôi chúc họ thành công và hạnh phúc trong những chương tiếp theo. Bên dưới Jovi và D-Rừng, Peanut ngay lập tức gia nhập thị trường chuyển nhượng đầy sôi động của LCK. Cả hai đều nhận được sự quan tâm từ các tổ chức hàng đầu khi họ bắt đầu rục rịch có những thay đổi trước thềm mùa giải mới. Bên cạnh hai ngôi sao của Gen, danh sách tuyển thủ tự do của LCK đã kéo dài do tất cả những tổ chức đều muốn làm mới, gồm Kin, Kurt, Evan, Lehans, Kana, Kenyan, Dev Barrow và Morgan. Điều đó có nghĩa là người hâm mộ sẽ theo dõi LCK mùa xuân 2024 với một diện mạo mới. Dù có đôi chút bất ngờ, thế nhưng đã có những dấu hiệu để cho khán giả chuẩn bị bởi Doran. Cựu đường trên của Gen đã từng công khai chuyện tổ chức sẽ kết tổng mạnh mẽ sau khi thất bại ở World 2023. Như thường lệ, LCK mùa xuân 2024 dự kiến sẽ khởi tranh vào tuần thứ 3 của tháng 1 năm sau. Không chỉ Gen, KT, DK, Dragon, Hanwha, Fred Bryan mà ngay cả T1 cũng nhiều khả năng sẽ biến động sau khi đón về quản lý cấp cao Koma chuẩn bị cho mùa giải 2024.